Miền Tây Nam Bộ đang trong cao điểm mùa mưa, đồng nghĩa với công việc của những chiến sĩ lái xe ở Trung đoàn Vận tải 659 Quân khu 9 trở nên vất vả hơn. Bởi khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tình trạng kỹ thuật xe được cho là yếu tố quan trọng, nên trước khi đi làm nhiệm vụ, những chiếc xe này phải được kiểm tra, bảo đảm về an toàn kỹ thuật. Bên cạnh đó, những xe sau khi hoạt động dưới trời mưa cũng được các lái xe cùng đội ngũ lính thợ rửa sạch, lau khô và tiến hành bảo dưỡng, bởi nước mưa chứa hàm lượng axit cao, có khả năng ăn mòn, làm hoen rỉ nhiều bộ phận. Trước hết là hệ thống điện, máy sạc, bộ phận làm mát và cái hệ thống khởi động của xe ô tô. Đó, nếu mà có bị ngập nước, nhiều nước thì chúng ta phải xử lý khi chúng ta mở ra, chúng ta phải sấy rồi phơi khô hoặc là lau chùi những hệ thống đó khi ta ráp lại để cho nó đảm bảo an toàn khi mới nổ máy được, nó tránh cái hỏng hóc về sau. Ở miền Tây Nam Bộ, hiện tượng mưa lớn, chiều cường gây ngập lụt không còn là câu chuyện mới. Chưa kể nhiều tuyến đường ven sông, ven biển bị sạt lở nghiêm trọng vào mùa mưa bão. Với nhiệm vụ vận chuyển công văn, tài liệu, yếu tố kịp thời, an toàn được đặt lên hàng đầu, nên ngoài việc bảo đảm hệ số kỹ thuật phương tiện, ý thức và kinh nghiệm tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, đối với thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Lễ, Lữ đoàn 29, Quân khu 9 rất quan trọng, góp phần để anh và đồng đội luôn an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đảm bảo an toàn thì lái xe chúng tôi phải đảm bảo tốc độ và đến những khu ngã ba, ngã tư và những nơi khu đông dân cư thì phải quan sát thật kỹ. Có những tuyến đường bị ngập lụt, chúng tôi phải chọn cái tuyến tránh để đi để đảm bảo công dân đến các đơn vị nhanh chóng. Ngoài việc cử đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cùng vật chất trang bị đi cùng để bảo đảm an toàn cho những đoàn xe thực hiện nhiệm vụ dài ngày, các đơn vị quân khu 9 còn thành lập các tổ sửa chữa lưu động, gồm các đồng chí có trình độ tay nghề cao để ứng cứu các trường hợp xe bị hư hỏng dọc đường, nhất là trong mùa mưa, các phương tiện dễ gặp sự cố do nhiều tuyến đường bị ngập nước, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên đường. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng về luật giao thông đường bộ, như xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho mỗi quân nhân, thường xuyên là kiểm tra định kỳ cái tình trạng kỹ thuật của xe máy quân sự và tuyệt đối không để các phương tiện quân sự khi tham gia giao thông không đảm bảo cái tình trạng kỹ thuật. Mỗi chiếc xe biển đỏ được lệnh lên đường luôn gắn với trọng trách bảo đảm quốc phòng an ninh vì sự bình yên cho nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ thì trước tiên, người, phương tiện, hàng hóa trên xe phải được an toàn. Ý thức được điều đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 9, đặc biệt là đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa đã không ngừng nỗ lực để những chuyến xe luôn an toàn trên mọi nẻo đường.